Chương trình hôm nay gồm có Nga mất phi cơ nhanh gấp 20 lần tốc độ sản xuất. Tư lệnh lực lượng đặc biệt Nga bị thanh lý ở Ukraine. Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo về cuộc tấn công sắp xảy ra ở Moscow. EU sẽ tiếp tục miễn thuế cho thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine. Hàn Quốc cấm đồ dùng cá nhân dùng một lần trong khách sạn. Trung Quốc đang đứng trước bẫy công nghệ trung bình. Trung Quốc bắt người ném đồng xu vào động cơ máy bay. Đài Loan cấm dùng bột ớt, bột cà ở tất cả trường học. Tất cả đều có trong bản tin chiều hôm nay. Quốc Huy xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa thứ sáu ngày mùng 8 tháng 3. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Hãng tin RBC Ukraine trích dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của chính phủ Anh cho biết, lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ phi cơ của quân đội Nga nhanh gấp 20 lần so với khả năng Nga sản xuất. Theo đó, Cố vấn quân sự cấp cao của Phái đoàn Vương quốc Anh OSCE Nicholas Okol nhận định rằng, trong khi tình hình trên thực địa vẫn ổn định, quân phòng thủ Ukraine đã gây được tổn thất nặng nề cho đối phương. Đặc biệt, Ukraine đã bắn rơi ba oanh tạc cơ Su-34 ở hướng Abdika và Mariupol. Đồng thời, ông Ocox cho biết thêm, tổng cộng Ukraine đã bắn rơi 12 phi cơ loại Su và một phi cơ trinh sát radar tầm xa A-50 trong 13 ngày. Ông Ocox nói rõ, việc tiếp tục phá hủy phi cơ quân sự là một trở ngại đáng kể cho nỗ lực của Nga vì do các lệnh trừng phạt Nga hầu như không sản xuất được hơn vài chục phi cơ mỗi năm, và những báo cáo về việc phá hủy phi cơ Nga chỉ ra rằng Nga đang mất phi cơ nhanh hơn 20 lần so với tốc độ có thể thay thế chúng. Theo ABC Ukraine, chỉ trong nửa cuối tháng 2 vừa qua, Ukraine đã tiêu diệt 15 chiến đấu cơ của Nga. Trong số đó có oanh tạc cơ Su-34, chiến đấu cơ đa năng Su-35 và một phi cơ trinh sát radar tầm xa A-50. Người phát ngôn của đơn vị phòng không Tavia Dmitro Likovi cho biết, số lượng cuộc không kích của Nga đã giảm từ 1,5 đến 2 lần trong vòng 2 đến 3 tuần qua. Theo các báo cáo, một chỉ huy lực lượng đặc biệt của Nga đã thiệt mạng ở Ukraine trong bối cảnh quân đội Moscow tiếp tục chịu tổn thất nhân sự cao. Hãng tin Đông Âu Nextar đăng trên Telegram hôm qua mùng 7 tháng 3 rằng, ông Alexei Ivanov, chỉ huy biệt đội lực lượng đặc biệt Peresvet đã bị tiêu diệt bởi trinh sát trên không thuộc lữ đoàn cơ giới số 30 của Ukraine. Tài khoản XKU chuyên theo dõi các tổn thất nhân sự cấp cao thông qua các thông báo công khai cho biết ông Ivanov đã bị loại ở Ukraine bởi một quả lựu đạn thả từ UAV. Trường cao đẳng y tế ở Kislovod ở vùng Stavropol cho biết ông Ivanov đã làm việc ở đó và phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga cho đến năm 2011, nơi ông đạt cấp bậc trung tá và được tặng thưởng huân chương dũng cảm. Sau đó, ông đã tình nguyện tham gia cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022. Theo tài khoản X, tính đến ngày 1 tháng 3, lực lượng Nga cũng đã mất hơn 1.000 trung úy cấp cao. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận. Thưa quý vị, Đại sứ quán Hoa Kỳ mới đây kêu gọi công dân nước này ở thủ đô Moscow của Nga tránh tụ tập nơi đông người trong 48 giờ tới, đề phòng các cuộc tấn công sắp xảy ra. Theo hãng tin RT, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow cảnh báo những kẻ cực đoan đang âm mưu thực hiện tấn công ở thủ đô Nga trong vài ngày tới. Đại sứ quán Hoa Kỳ phát cảnh báo trên trang web vào sáng 8 tháng 3 rằng Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo cho biết những đối tượng cực đoan có kế hoạch tấn công vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm các buổi hòa nhạc và công dân Hoa Kỳ được khuyến cáo tránh các tụ điểm đông người trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng kêu gọi công dân nước này luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin. Ngoài ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, Hôm 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ Lynn Tracy để yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Hoa Kỳ tài trợ mà gần đây bị cấm hoạt động ở Nga. Ngày 7 tháng 3, Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu EP đã nhất trí cho phép các mặt hàng thực phẩm của Ukraine được nhập khẩu miễn thuế vào thị trường Liên minh châu Âu EU thêm một năm nữa theo đề xuất của Ủy ban châu Âu EC. Ủy ban châu Âu đã đề xuất việc gỡ bỏ thuế quan và hạn ngạch đối với các mặt hàng thực phẩm của Ukraine kéo dài đến tháng 6 năm 2025. Để đáp lại sự phản đối của những người nông dân EU, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất áp dụng phanh khẩn cấp đối với gia cầm, trứng và đường, nghĩa là sẽ áp đặt thuế quan đối với các mặt hàng này nếu nhập khẩu vượt quá mức trung bình của năm 2022 và năm 2023. Dự kiến, Nghị viện châu Âu sẽ xác nhận việc phê duyệt gia hạn nói trên vào tuần tới trước khi chính phủ các nước thành viên EU chính thức thông qua. Hiện phần lớn các nước thành viên EU đã ủng hộ việc gia hạn này. EU đã dỡ bỏ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với các mặt hàng thực phẩm của Ukraine từ năm 2022 sau khi xảy ra cuộc chiến Nga Ukraine. Bắt đầu từ cuối tháng 3, Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định mới về môi trường. Theo đó, các khách sạn và cơ sở lưu trú khác ở Hàn Quốc có hơn 50 phòng sẽ không còn được phép cung cấp đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần miễn phí. Bắt đầu từ cuối tháng 3, Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định mới về môi trường. Theo đó, các khách sạn và cơ sở lưu trú khác ở Hàn Quốc có hơn 50 phòng sẽ không còn được phép cung cấp đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần miễn phí như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội, dầu xả, vân vân. Các khách sạn vi phạm sẽ bị phạt tới 3 triệu won, khoảng 56 triệu Việt Nam đồng. Để đáp ứng quy định mới này, nhiều khách sạn lớn của Hàn Quốc đã bắt đầu thay thế các sản phẩm vệ sinh cá nhân dùng một lần bằng các sản phẩm đa dụng. Đơn cử như các khách sạn Lotte, Shilla, Paradise đã bố trí các chai lớn đựng dầu gội, dầu xả và sữa tắm. Trên các diễn đàn hoặc mạng xã hội, cộng đồng người tiêu dùng đã đưa ra đề xuất tương tự giải pháp ở nước ngoài như việc Đài Loan yêu cầu các khách sạn giảm giá 5% khi khách mang theo đồ dùng có thể tái sử dụng thay vì đồ dùng một lần. Trong khi đó, một nhà bán lẻ tại Hàn Quốc nhận định rằng việc áp dụng các chính sách ưu đãi như thường điểm và giảm giá cho những khách hàng không sử dụng sản phẩm dùng một lần là biện pháp sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị, khi một quốc gia đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định nhưng rậm chân tại đó, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang đứng trước một cái bẫy tương tự như trong cuộc đua công nghệ. Tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 diễn ra tuần này, Trung Quốc dự kiến đưa ra thêm nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, nằm trong chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Kỳ họp diễn ra giữa lúc xuất hiện những tranh cãi về tình trạng phát triển công nghệ cũng như thách thức bẫy công nghệ trung bình mà quốc gia này đang đối mặt. Bẫy công nghệ trung bình là tình huống mà ở đó các quốc gia đang phát triển ban đầu được hưởng lợi từ sự dịch chuyển trong năng lực công nghệ nhờ các lợi thế chi phí thấp, nhưng lại đối mặt với nguy cơ trì trệ trong dài hạn khi chặt vật đuổi theo các quốc gia có nền công nghệ phát triển hơn. Theo ông Trang Jong Nhiện, nhà khoa học chính trị tại Đại học Hồng Kông, với một nền kinh tế như Trung Quốc rất khó để đạt được những tiến bộ kinh tế chất lượng cao nếu không có cải tiến công nghệ. Ông Trong Niên nhận định, Trung Quốc hiện được xếp hạng 4 trên thang điểm 10 về phát triển công nghệ và cần tìm giải pháp để nâng hạng lên từ mức 8 trở lên. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, thực tế cho thấy Trung Quốc đang có khoảng cách đáng kể về tiến bộ công nghệ của nước này và của phương Tây. Trang Chuan Hai, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải cho biết, Trung Quốc đang tụt hậu trong 4 nền tảng, bao gồm vật liệu cơ bản quan trọng, linh kiện cốt lõi, quy trình cơ bản tiên tiến và nền tảng công nghệ công nghiệp. Hiệu trưởng Chuân Hai cho biết, Trung Quốc nên giải quyết những tranh lệch về công nghệ ở bốn nền tảng này, tăng cường chuyên môn công nghệ ở những lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, thanh toán di động và kinh tế số, đồng thời ưu tiên phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, đài CNN mới đây đưa tin, một chuyến bay ở Trung Quốc đã bị hoãn hơn 4 giờ sau khi một hành khách ném đồng xu vào động cơ. Thông tin ban đầu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, danh tính của hành khách không được tiết lộ. Theo đó, chuyến bay CZ8805 của hãng hàng không China Southern Airlines dự kiến cất cánh từ thành phố Tam Á đến thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ 16 chiều cùng ngày, phi cơ này mới rời sân bay. Đoạn video được truyền thông nhà nước đăng lại cho thấy cảnh một tiếp viên hàng không đang thẩm vấn hành khách nói trên về số đồng xu mà người này đã ném vào động cơ. Người này sau đó trả lời rằng 3 đến 5. Đại diện hãng China Southern Airlines cho biết, hành khách này đã bị lực lượng an ninh sân bay bắt giữ. Hãng này cũng xác nhận đã tìm thấy các đồng xu, song không cho biết số lượng chính xác. Trên mạng xã hội Weibo, phía China Southern Airlines đã ra cảnh báo chống lại những hành vi thiếu văn minh, nói rằng ném đồng xu vào máy bay gây ra mối đe dọa cho an toàn hàng không và sẽ dẫn đến các mức hình phạt khác nhau. Việc hành khách ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Thưa quý vị, hôm mùng 7 tháng 3 Toàn bộ các thành phố và huyện ở vùng lãnh thổ Đài Loan đã tạm thời cấm sử dụng bột ớt và bột cà ri để chế biến bữa ăn học đường sau khi phát hiện chất nhuộm màu công nghiệp trong bột ớt nhập từ Trung Quốc. Loại chất cấm bị phát hiện trong bột ớt nhập từ Trung Quốc là chất nhuộm màu Sudan thuộc nhóm màu nhuộm công nghiệp nằm trong danh sách độc hại và bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở Đài Loan. Theo cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Đài Loan TFDA từ ngày 9 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3, có tổng cộng 15 chuyến hàng bột ớt nhập khẩu từ Trung Quốc bị phát hiện có chứa chất nhuộm Sudan. Vì vậy, giới chức đã ra lệnh thu hồi toàn bộ số hàng trên. Lệnh cấm ở Đài Bắc sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3 và bành hồ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 tại những nơi còn lại của Đài Loan. Lệnh cấm sẽ kéo dài đến 3 tháng. Cùng lúc đó, bột ớt và bột cà ri cũng không được sử dụng ở viện dưỡng lão, cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe ở nhiều nơi trên lãnh thổ Đài Loan. Chất nhuộm Sudan là một chất nhuộm màu trong công nghiệp dùng để nhuộm màu đỏ cho plastic và các chất tổng hợp khác. Loại này được thế giới xếp vào nhóm chất nhuộm màu gây độc vì chúng có khả năng gây ung thư do làm tổn thương ADN của tế bào. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tinh Hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.